Vâng, xin kính chào quý vị và các bạn. Trở lại với kênh Đồ Gỗ Văn Sáu thì hôm nay chúng tôi muốn chia sẻ cho quý vị và các bạn một trong những cái cây mít cổ thụ vĩ đại mà đã được trung tâm Đồ Gỗ Văn Sáu mua về để xẻ ra làm bàn thờ hay là làm tượng. Thì chúng tôi đã đưa lên trên máy xẻ ở đây. Và cái cây gỗ này bây giờ thì không biết là để xẻ như thế nào cho nó phù hợp. Quý vị có thể thấy được rằng là một cây gỗ nó rất là xù xì và nó có ba cái cành như quý vị nhìn thấy ở đây, đúng không ạ? Giá trị của ba cái cành này thì quý vị có thể thấy được rằng là nó rất là nhiều lõi, và từ mặt gốc lên nó chỉ rơi vào tầm khoảng độ 1 mét, hơn mét thôi là nó đã ra cành rồi, đúng không ạ? Về cái lõi của nó thì đây quý vị nhìn thấy ở đây, đây là toàn bộ là lõi này đấy, đây là nó mất bỏ cái vỏ ngoài đi rồi, đây là đào cả gốc cây đây, chặt hết rễ đào cả củ luôn. Cây này nếu mà để tính ở vòng gốc này của nó thì nó vòng dây của nó là 230 đấy, từ cái phần gốc này mà lên đến ngọn này, tức là cái dã trẽ này lên đây nó tầm 1m3, và lên tới trên này thì nó rơi vào hơn 2 mét. Quý vị có thể thấy được rằng là với những cái giá trị khi mà xẻ một cái cây gỗ nó tròn đều thì nó rất là dễ, thế nhưng mà với những cái cây gỗ như thế này thì chắc chắn là xẻ chúng ta phải lựa chọn nó rất là khó. Có lẽ rằng là cái đầu trên này chúng ta sẽ phải cắt một cái đoạn này để làm một cái chân bàn thờ này, cái đầu bên này cũng phải cắt, đúng không ạ, đến cái mỏng chỗ này đấy, còn lại thì chúng ta bắt đầu mới xẻ, đúng không ạ? Thế cho nên là cái giá trị khi mà chúng ta đã mua được cây gỗ về rồi, còn cái công đoạn để chúng ta xẻ được như thế nào, chúng ta pha như thế nào để cho nó đảm bảo cái cây gỗ này nó đủ những cái giá trị, ví dụ như là về cái công việc, đúng không ạ, để cho nó tốt, thì đó cũng là một nghệ thuật của những người thợ, đúng không ạ? Và quý vị có thể thấy được rằng là một cây gỗ có tuổi thọ lên tới cả 100 năm nó mới được như thế này. Và khi chúng ta mua về chúng ta xẻ ra để chúng ta làm đồ thờ thì đó cũng là một trong những cái giá trị vô cùng quan trọng, đúng không ạ? Đó là một cái điều rất là quan trọng khi chúng ta lựa chọn những cây gỗ cổ thụ để chúng ta về làm đồ tâm linh, đúng không ạ? Và đây là những người thợ thì quý vị có thể thấy được rằng là đang cắt lọc những cái sản phẩm mà đã được đục trên máy CNC rồi, đúng không ạ? Thế cho nên là chia sẻ cho quý vị thì với những cái giá trị của những cái sản phẩm này thì quý vị thấy là rằng là những người thợ người ta đang cắt đấy, quý vị có thể thấy đây là những cái mà người ta cắt xong rồi đấy, đây là người ta gọi là máy này là máy lọc, đúng không ạ, khoan những cái lỗ này. Quý vị có thể thấy được rằng là những cây gỗ mít, những cây gỗ cổ thụ thì thường nó có những cái tuổi thọ rất là cao,
Và quý vị nhìn thấy đây là một trong những cây mít nó cũng rất là to, đúng không ạ? Quả xum xuê như thế này. Thế nhưng mà nếu như những nhà nào người ta không dùng đến nữa, người ta không muốn để nữa, hoặc là người ta có một cái vấn đề ví dụ như là muốn xây nhà hay là muốn làm xưởng, thì người ta phải chặt nó đi. Thì đó cũng là một cái điều mà tại sao tại trung tâm đồ gỗ Văn Sáu vẫn mua được những cây mít cổ thụ, những cây mít to. Đó là một cái điều rất là quan trọng, đúng không ạ? Quý vị nhìn thấy đây cũng toàn là gỗ mít thôi. Đây, gỗ mít đây. Đó. Và trung tâm đồ gỗ Văn Sáu thì luôn mong muốn chia sẻ cho quý vị những cái giá trị nghệ thuật từ đồ gỗ, những chiếc bàn thờ, những mẫu bàn thờ độc lạ và những mẫu bàn thờ chuẩn kích thước phong thủy để chia sẻ cho quý vị. Đó là một cái điều mà chúng tôi luôn nhắc đến cho quý vị, để cho quý vị nhớ đến trung tâm đồ gỗ Văn Sáu, để quý vị một ngày nào đó muốn mua những cái sản phẩm của trung tâm đồ gỗ Văn Sáu thì quý vị hãy điện thoại đến trung tâm đồ gỗ Văn Sáu để đặt hàng, mua những sản phẩm có giá trị thực tế như vậy. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều. Nếu quý vị xem video nhớ like và đăng ký kênh.